Hãy cùng theo chân Thiên Đường ẩm thực ăn hết các loại bánh mì Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước nhé. Đầu tiên mời các bạn ghé qua vùng đất Hải Phòng với món bánh mì què nhỏ xíu, đơn giản nhưng lại gây thương nhớ vô cùng. Ai mê bếp bánh đều có thể tự làm cho mình chiếc bánh mì đúng chuẩn Hải Phòng đó. Bắt tay vào thực hiện thôi nào. Cho men vào nước lạnh rồi khuấy đều cho đến khi tan. Cho ít muối vào phần bột mì rồi đổ nước men vào. Bây giờ thì tiến hành nhào bột thôi. Hãy nhào bột thật đều tay cho đến khi bột kéo mạt mỏng là thành công nhé. Chia bột đã ủ khoảng 2 đến 3 giờ thành những phần nhỏ rồi xe tròn như thế này nhé. Ta-da! Bạn đã nhận ra chiếc bánh mì què quen thuộc chưa nào? Rạch thêm vài đường trên mặt bánh nữa là quá đúng điệu luôn. Bật lò lên và nướng bánh thôi. Wow, bánh chín rồi nè. Chiếc bánh mì con giòn giòn, nhìn là muốn ăn liền. Nhưng linh hồn của bánh mì que lại nằm ở chính phần nhân duy nhất là pate. Cái mềm dẻo béo nhẹ thơm thơm của pate mà đi cùng với mùi thơm của bánh mì mới nướng, thêm phần cay cay của thứ tương ớt đặc trưng không lẫn vào đâu của xứ Cảng nữa thì ôi thôi. Món ăn bé xíu giản đơn như vậy mà chinh phục biết bao con tim xa gần.